Chị xin kính chào quý vị. Thưa quý vị trên trang Facebook quan phan có cập nhật tin ngắn tình hình giữa Nga và Ukraine về cuộc trưng cầu dân ý và khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hàng trăm ngàn công dân Nga, đa phần là ở tuổi nghĩa vụ quân sự, đã tháo chạy khỏi nước Nga. Các nước tích đóng cửa đuổi người Nga về. Ngã chạy sang Trung Á có vẻ thuận lợi hơn, nhưng điều này là khá nguy hiểm. Họ sang phải lo chỗ ăn chỗ ở, rồi kinh phí sức lực để mà tống tiễn họ về. Huống hồ, tỷ lệ dân Nga ở các nước này rất cao. Nay hoạn nạn họ chạy sang. Đâu có biết được 10 hay 20 năm nữa khi hữu sự lại đòi trưng cầu dân ý. Cái bài học nhãn tiền là bốn tỉnh miền Nam Ukraine đó thôi. Con số thống kê cử tri đồng ý sắp nhập vào Nga tại Donetsk là 99,23% và tại Luhansk là 98,42%, tại Zaporizhia là 93,11%, tại Kherson là 87,5% con số này có thể nói là phi thực tế nhưng giả sử ngay trong thời điểm này tiến hành trưng cầu dân ý một cách sòng phẳng thì tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ xác nhập vào nga cũng sẽ vượt quá bán lý do là người nga ở đây rất đông và một phần lớn người trung thành với kiev đã tháo chạy khỏi vùng tạm chiến phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev tuyên bố về khả năng nga sử dụng vũ khí hạt nhân hãy tưởng tượng nga buộc phải sử dụng loại vũ khí đáng sợ nhất chống lại chính quyền ukraine Bên đã có những hành động hung hăng quy mô lớn đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga. Bằng phát biểu này, ông Medvedev nhận thức rõ, rất rõ, Nga đang thua, thua trận tại chiến trường miền Nam Ukraine, thậm chí là bằng vũ khí thông thường, quân Ukraine có khả năng đe dọa sự tồn vong của nhà nước Nga từ tổng thống tới quan chức cấp cao sử dụng chính sách đung đưa bên miệng hố chiến tranh hạt nhân cho thấy trong chiến tranh bằng vũ khí thông thường, Nga đã thất bại và đứng trước nguy cơ sụp đổ như chính lời Medvedev. Điện Kremlin cũng ý thức rất rõ 300.000 quân mới mộ của họ đó chỉ mang tính động thái chính trị và đưa chiến tranh vào tình trạng bùn lầy. Họ hoàn toàn không thể chiến thắng Ukraine bằng một cuộc chiến tranh với vũ khí thông thường, chiến tranh quy ước. Khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ 1 tới 100 kiloton là hoàn toàn có thể xảy ra. Nga bắn một quả không giải quyết được cục diện chiến trường sẽ bắn quả thứ hai. Họ có đủ nền tảng để phóng loại đầu đạn này. Chỉ có điều những đầu đạn như vậy đã ở Nga có còn hoạt động được hay không thì lại là câu chuyện mà không ai chắc chắn được cả. Phương Tây sẽ đối phó như thế nào? Họ sẽ hoảng sợ vì ngày tận thế hạt nhân. Tôi tin NATO sẽ không trực tiếp can dự vào cuộc xung đột ngay cả trong kịch bản như vậy, hay các lãnh đạo dân túy ở châu Âu sẽ không chấp nhận rơi vào một thảm họa hạt nhân như lời Medvedev. Hay NATO sẽ vượt Baltic và tiến vào Moscow tiến hành phi hạt nhân hóa, phi phát xít hóa, phi quân sự hóa nước Nga. NATO sẽ hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho Ukraine hay không? Chưa ai rõ đáp án như thế nào cả. Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt hạm đội Biển Đen, hạm đội Baltic của Nga trong vòng một nốt nhạc. Hoa Kỳ đã chính thức gửi thông điệp đến Nga, nhưng nội dung thông điệp như thế nào thì tất cả chưa ai rõ. Có một tiền lệ đáng chú ý là trong chiến tranh Trung Đông, do Thái đã từng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân khi họ bị đặt trước nguy cơ sống còn trước sức tấn công của liên quân Ả Rập. Và lời đe dọa này đã tỏ ra hữu hiệu, liên quân Ả Rập đã chậm đà tiến công, tạo điều kiện cho do Thái tăng cường phòng thủ rồi sau đó phản công thắng lợi nhưng nga đã từng nhận định sai về khả năng phản ứng và đoàn kết của phương tây trong việc hỗ trợ ukraine vệ quốc nga giờ cũng đã sai hỏng trong cái việc dùng vũ khí là dầu khí đó để mà đe dọa về mùa đông của châu âu và cựu thủ tướng anh boris johnson cũng từng cảnh báo người nga rằng nếu nga mà dùng đến vũ khí hạt nhân anh sẽ tham chiến chống nga mà không cần tới bất cứ một sự hỗ trợ nào của đồng minh Chiến tranh đang đến giai đoạn rất nguy hiểm. Một nước nga dùng ma túy là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa đại nga. Một Putin đang trên miệng hố tồn vong có thể dùng bất cứ thứ gì mà họ có. Họ đã dùng đến vũ khí nhiệt áp, rải thảm bom phospho và giờ đây rất có thể là vũ khí hạt nhân chiến thuật tấn công vào thành phố hoặc các căn cứ quân sự hay căn cứ tiền phương của Ukraine. Ngăn chặn thảm họa chiến tranh hạt nhân, phụng sự hòa bình và công lý chỉ có thể là người nga ngay lúc này thay vì chạy trốn khỏi chiến tranh chính họ có thể chấm dứt chiến tranh một cách thông thái, hạ bệ Putin và toàn bộ bộ sậu canh tầng lại nước Nga. Các tin ngắn khác, Đức tuyên bố điều năm NATO sẽ được kích hoạt khi Đức nắm được bằng chứng Nga phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1-2. Các nước Mỹ và Liên minh châu Âu đang phát cảnh báo kêu gọi công dân rời khỏi Nga ngay lập tức trong vòng 24 giờ. Hiện tại quân Ukraine đã bao vây Liman và đe dọa trực tiếp đến hai vùng ly khai với đà tiến công mạnh mẽ nên chỉ vài ngày nữa quân Ukraine sẽ mở tổng tấn công vào hai vùng ly khai để coi hạt nhân của Nga nổ hay xịt. Nổ cũng bị đánh hội đồng, mà xịt thì càng chết thê thảm hơn vì chứng tỏ hạt nhân Nga chỉ còn mỗi cái vỏ bên ngoài nên chẳng còn ai lo ngại và sẵn sàng tuyên chiến với Nga. Tài khoản Lê Ánh bình luận rằng, cựu Thủ tướng Mikhail Kaysenov của Nga là người hiểu rất rõ về con người của Putin, nói với tờ Newsweek rằng, tôi nghĩ Putin sẽ không bao giờ dám sử dụng vũ khí hạt nhân ông ta sẽ bị trừ khử ngay lập tức và đó sẽ là dấu chấm hết cho sự cai trị của ông ta như là một kết quả thảm khốc ông Kasyov nói việc ông Putin kêu gọi tổng động viên với mục đích là bảo vệ cho ông ta chứ không phải cho nước nga ông Kasyanov nói tôi thậm chí không thể tưởng tượng được rằng nước nga lại có ngày ra đến nông nổi này Vận mệnh của nước Nga sẽ bị hủy hoại bởi tham vọng của Putin nếu ông ta vẫn còn tư tưởng muốn trở thành đế chế của thế giới. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.